Trung xin chào tất cả anh em nhé. Video buổi chiều đây, Trung đăng lên thêm hai cái món đồ chế nha anh em. Đây là hai cái bầu trợ lực, hai cái chủng loại khác nhau, hàng rã xe nâng nhé. Bây giờ vào cái bộ đầu tiên đi. Đây là cái bộ trợ lực 4 ống, có trợ lực thủy lực 4 ống 100% nhé. Này, bộ 4 ống đây. Con này thì sao e tông nhé, ETN này, E-tông ấy, sao vậy này, lái trên xe nâng mà nó cũng tương đối khỏe mạnh ấy. Anh em độ chế máy cày trợ lực hoặc là các loại xe gì mà cần trợ lực ấy thì ok. Bát bở đủ thì mình chưa có nhét ống lại, vừa về tối qua xong rồi. Đấy, anh em nghe cái âm thanh nhé. Ok, mình để úp cái mặt xuống dưới, không có dám úp mặt lên sợ nó bụi nó vào. Một bộ nha, đây là cái bộ combo của nó, bao gồm cả luôn cái cụm vô lăng nhé này. Đây có bộ vô lăng này, cái phần nhựa này coi như bể vỡ rồi, lật ngửa nó lên đi. Đây có chỗ đi làm cái bát bát này, rồi ống juni đó này, juni là để đút vào chỗ này này. Rồi có cặp đăng lái nha, này anh em xem. Đó là một bộ nha. Bộ này không có ti, không có ti rồi, mình không có lấy được ti, chỉ có bót và cái cùm ta lái thôi. Trên đây nó còn ổ khóa gì đây, hàng giả xe nâng nhé anh em. Rồi một bộ trợ lực 100% xong, mình mô tả sơ sơ như vậy đấy. Anh em có nhu cầu chế cháo ngay việc thì bộ nào thì alo ngay bộ nấy nhé. Bên đây thì bộ trợ lực cơ trợ lực thể lực rồi nhé. Trước đây mình có đăng mấy bộ đấy. Bộ này rồi này, đây là bót cơ bình thường thôi nhé. Đúng chiều máy cài nhé nè, cứ lắp vào làm bát bở chế gì đấy, làm sao mà lắp được cho cái phần chế đó thì anh em tự túc nhé. Đây này, ngoài sau lưng nó có bốn cái chỗ để bắt bu lông này, đuôi kích mở ti nhé. Đây, ngõ vào này, ngõ ra này, hai ống ra ti này, hai ống ra ti. Rồi ở đây mình có luôn cả một cái combo tay lái luôn, cái ti luôn nhé. Đây có sẵn cái bộ ti này với đòn sông ba đời dông, mình nói nhầm rồi, ba đời sông đầy đủ hết đó, cả bộ mà cắt gió đá anh em về bấm ống mới nhé. Mấy cái ống này cũ cũ thì coi như bỏ đi, bỏ chỉ là ti với bót với rutin này và cả cái cầm tay lái luôn nhé. Vẫn y hệt như cái bộ bên kia, ở chỗ là nó có cái ống junia này đấy, đúng vào cái chỗ này nhé. Rồi cũng có cặp đăng, cũng có cái bát gật gù các thứ, anh em về cảm thấy chế lắp được cái này của Nissan này. Trên đây nó còn một cái ổ khóa này, cái cụm nó như vậy đấy. Cả cụm cả bộ nhé, mình bán theo cái combo như vậy đấy. Một cái combo cơ trợ lực 50 này, trợ lực 5 tiên ngoài, mất áp mất nhớt vẫn lái bình thường nhé anh em. Cái con này mà sự cố hư hỏng bơm lái gì đấy thì vẫn còn lái bình thường. Loại này thì trợ lực 100% thì nó phụ thuộc vào thể lực, nếu mà chết bơm thì không lái được. Rồi mình có hai cái kiểu trợ lực như vậy đấy, anh em có nhu cầu sử dụng bộ nào trợ lực cảm thấy cân nhắc chế cháo được, ưu tiên anh em thợ nhé. Anh em ở nhà ít có công cụ hoặc là chưa có biết qua cái món này, tư vấn lắp ráp rất là mệt luôn. Anh em thợ đã từng lắp rồi hoặc là biết một ít về cơ khí ấy, ví dụ như hàng cắt các thứ đấy, nắm về cơ bản rồi thì nhặt mấy cái bộ này về chế lên, chế trợ lực cho một bất kỳ loại xe nào, không hẳn là máy cày, xe công nông, xe cày tiến hay là xe tự chế gì cũng được. Mình giới thiệu hai bộ, thực ra thì còn một bộ nữa. Còn một bộ nữa, bộ này thì lớn hơn nữa, cũng là trợ lực 50 tiên ngoài, ba đời sông ti này, thước lái còn dính cả bộ cả cụm. Cái loại này thì nó không có cái cụm vô lăng gật gù như kiểu đấy, mà nó là nguyên cái ống thẳng đứng luôn, cũng của xe nâng nhé nè. Bót này thì lớn hơn, bót này thì lớn hơn này, để lái cho xe nâng lớn. Cái con này nằm trên cái xe nâng 3 tấn 4 tấn mấy xác, nặng 4 tấn mấy xác lấy được đấy. Rồi chung có cái video như vậy đấy, anh em có đúng nhu cầu sử dụng cái bộ nào thì alo ngay bộ đấy giúp nhé. Chung xin chào tất cả anh em.